Bạn thử biết một vài danh từ các bạn biết đi nào. I can go on a train.
Rồi mình sẽ nhấn vào âm bằng gì? Go và train. Vậy là train với nó là danh từ, đúng không? Vậy là danh từ nó rất là quan trọng các bạn nhé. Chị ơi chói quá em không nhìn thấy á. Chị chuyển nhé. Having cộng với là nhờ chị giảm. Nó vẫn hơi bị loá loá một chút, các bạn thông cảm nhé, tại vì vừa mới lau bảng xong. Cái having mà cộng với phân từ hai ấy thì các bạn hiểu một điều. Đó là ví dụ cái có một cái modal verb ấy, bình thường là modal verb đúng không? Cộng với verb thì đây là để chỉ gì? Đây là để chỉ hiện tại và tương lai. Hiện tại và tương lai, modal verb ví dụ như là can ấy. Đó. Đúng không? Hay là trong must thì hiện tại và tương lai. Vậy có một cái phỏng đoán ở quá khứ, người ta sinh ra một cái đó là sau này nó sẽ đi have cộng với phân từ have để làm gì, để nó cho lùi về quá khứ. Ví dụ một cái phỏng đoán ở quá khứ thì thường cái have này nó bình thường nó đã sinh ra nó là hoàn thành rồi, vậy là nó sẽ đẩy lùi về quá khứ. Người ta hay gọi cái chữ đó là lùi thì ấy. Ví dụ một cái câu nhá. Vậy các bạn nhìn này. Mình có một cái chữ đó là chữ do. Do đúng không? Động từ. Bây giờ danh động từ của nó là gì các bạn? Danh động từ của nó là gì? Đó là doing. Đúng chưa? Bây giờ các bạn đặt cho mình một câu với cái danh động từ là doing. Ví dụ doing my homework. Doing homework cũng được. Các bạn đặt câu đi nào. Các bạn câu với doing homework. Doing homework sẽ làm chủ ngữ. Ok. Doing homework gì gì đó. Các bạn thử đặt một câu xem nào. Với chị có câu là going to school is my daily routine. Việc. Thêm một cái từ đó thường là danh động từ chúng ta thường thêm là việc. Việc đi đến trường là hoạt động hàng ngày của tôi. Hay là việc làm bài tập về nhà là một cái gì đó bắt buộc chẳng hạn như thế, hay là làm cái gì đó nó không vui vẻ hay là có gì đó rất là vui vẻ chẳng hạn. Các bạn thử biết xem nào. Doing homework is happy. Làm bài tập về nhà rất là vui vẻ. Các bạn đặt cả câu như này thì các bạn thay từ happy thành một cái từ khác cũng được. Nào các bạn viết cả câu đi nào. Đây, câu của bạn Huyền nhé. Để chị phân tích này. I've been doing a lot of homework. Thì đúng là câu của em có chữ doing homework đúng không? Nhưng mà cái doing a lot of homework của em lại không phải là danh động từ. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái câu đấy của em, I've been doing, đấy là thì gì? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy trong cái gì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì cái việc thêm chữ in vào để chỉ cái hành động này nó đang diễn ra. Còn ở đây không phải là chỉ hành động nó đang diễn ra mà là nó tạo thành một cái danh từ khác, gọi là phân biệt hai kiểu đấy nhá. Để chị viết cái câu này cho bạn xem này. Ví dụ câu là I'm doing homework. Thì ở đây cái do ở đây nó chính là động từ các bạn. Động từ nhá. Động từ chính của câu đấy. Động từ chính. Và nó có mang nghĩa là gì? Hành động này đang diễn ra. Tôi đang làm bài tập về nhà. Vậy còn ở trên này, đây là một cái danh động từ thì nó dịch nghĩa là gì? Việc làm bài tập về nhà rất là vui vẻ. Chứ không phải là nó không dịch là đang làm bài tập về nhà. Không phải nhá. Cái đó là danh từ. Các bạn hiểu chưa? Nó cùng có cái cấu trúc kiểu là à, thêm với anh là một cái động từ thôi. Nhưng mà cái chức năng ở trong câu nó khác nhau. Chức năng ở trong câu này là một động từ, chỗ này là một động từ. Thêm doing để thể hiện cái trạng thái là cái hành động này nó đang tiếp diễn. Còn ở trên này nó là một danh từ và nó được tạo thành kiểu như là à, tôi không có biết cái cách nào để làm được thành cái này nó là một danh từ ấy. Thì tao thêm một cái danh từ vào đây cho nó nhanh, cho nó gọn. Doing homework is happy. Các bạn phân biệt được chưa? Rồi, các bạn đặt câu này. Learning English is very happy. Chính xác luôn. Learning English is very happy. Good. Tiếp tục các bạn đặt câu tiếp đi. Các bạn đặt câu tiếp. Doing homework is make you more intelligent. Mình chỉ phân tích câu của Linh nha. Doing homework is make you more intelligent.
Em đọc lại, em tự đọc lại câu của mình để xem nào. Câu trong câu của em cái chỗ động từ nó đang có là is là to be và made là phân từ hai. Vậy to be của phân từ hai nghĩa là câu bị động. Thì câu này của em nó không mà bị động, mà sau đấy lại có cả một cái danh từ nữa, là có một cái tân ngữ nữa. Nghĩa là làm việc nhà bị làm cho bạn bị làm bạn. Nghĩa là nó sai rồi. Linh đặt lại câu của em đi. Nhìn này, to be đây nhá. Đây là to be và đây là một tính từ. Danh động từ chính là danh từ được tạo ra từ động từ. Và nó có chức năng như là động từ, à, như là danh từ. Ví dụ, danh từ có thể làm chủ ngữ, danh từ có thể làm bổ ngữ, đúng không? Hoặc là danh từ có thể làm tân ngữ, và danh từ có thể đi sau giới từ. Thì gần như là cái hàm danh động từ nó làm được hết, nó đúng là như thế hết. Nào các bạn thử đặt câu tiếp nào. Các bạn thử đặt câu với nó là mổ ngữ xem nhá. Các bạn nhìn nhá. Các bạn có từ play này. Các bạn nhìn từ play nhá. Play rất là hay ngờ gặp đúng không? Play. Các bạn chơi môn thể thao gì? Playing. Các bạn chơi cái gì? Playing football chẳng hạn. Các bạn thử làm một câu là chơi bóng đá là môn thể thao yêu thích của tôi. Hoặc các bạn đặt câu là môn thể thao yêu thích của tôi là chơi bóng đá. Nào các bạn đặt câu xem nào. Hai câu nhá. Một câu nó sẽ làm chủ ngữ và một câu nó sẽ làm bổ ngữ. Playing football is my hobby. Or my hobby is playing football. Nào các bạn thử viết câu nào. Chị giảm đến cái chỗ nào mà các bạn thấy không hiểu, các bạn bảo chị giảm từ từ lại. Em không hiểu chỗ này, em chưa hiểu. Đó. Thì các bạn bảo chị để chị giảm lại cho các bạn. Playing football is my favorite thing to do. Chính xác. My favorite is playing football. Playing football is my hobby. Playing football is my hobby. Rồi, đúng rồi, các bạn biết tính đúng rồi đấy. Tại sao lại phải thêm ing? Câu hỏi của bạn rất là hay. Câu hỏi này thì chị không trả lời được. Tại sao người ta lại phải thêm ing và thêm ed gì ta? Đấy là cái mà người ta để dùng để hình thành cái danh động từ. Tại sao người ta lại thêm tiền tố ăn, tại sao người ta thêm tiền tố in, tại sao thêm tiền tố gì đó? Thì cái đó nó là một cái sự sâu xa. Tại sao mà người Việt Nam của mình lại dùng những cái từ như là bất trị, bất hiếu, bất gì? Nó cũng là xuất phát từ cái nguồn gốc rất là sâu xa, đúng không? Lo. Câu hỏi của bạn rất là hay, và nếu mà bạn có thể đi tìm hiểu được thì cứ đi tìm hiểu đi nhá. Chị giảng rõ về danh động từ đi ạ. Đấy, chị giảng danh động từ nó chỉ có thế thôi. Rõ nữa rồi, rõ như thế. Nghĩa là nó là từ động từ và tạo thành một cái danh từ. Chức năng của trong câu là gì? Làm chủ ngữ, làm bổ ngữ. I'm not playing with her. I'm not playing with him. Tôi đang không chơi với anh ấy. My favorite is playing football. My favorite thing, my favorite sport. My favorite, you know, my favorite sport is playing football. Câu của mình vẫn chưa đúng lắm đâu. I'm not playing with him. Nghĩa là lúc đấy của em nó là động từ. Nghĩa là cũng là động từ thêm ngữ ing, nhưng mà lúc này các bạn sẽ nhìn, các bạn đọc học này xong các bạn sẽ hiểu rõ cái lúc này cái thằng này nó là động từ chính và thêm ngữ ing của cái thì hiện tại tiếp diễn chẳng hạn. Còn lúc kia thì nó lại làm danh động từ. Còn nếu mà chị có thể không không phải cho các bạn, chị cứ bảo ok như thế là được rồi đấy. Nhưng mà các bạn sẽ hiểu kỹ hơn nếu mà nói như thế này. Ok nha, vậy viết lại nhá. Ví dụ câu này của chúng ta này, lúc này nó làm subject đúng không? Subject, cái gì subject vào đây nhá. Lúc này nó làm subject này. Bây giờ mình sẽ viết một câu để nó làm complement, nghĩa là làm bổ ngữ. Làm bổ ngữ này. My hobby
bây giờ mới là cái câu này, nghĩa là sở thích của tôi là chơi bóng đá, với cái câu của bạn vừa đặt đó là I'm playing football. Các bạn thấy hai cái câu này, chỗ này nó có giống nhau không? Play football và play football như này nó có giống nhau không? Khác nhau như thế nào? Nếu quá cô đơn hay thì làm thành ạ? À? Sao ạ? À? Hay thêm in thôi ạ? À? Còn cái đơn cái gì đây, nó là danh từ lúc nào nó cũng như thế. Còn nếu mà mình muốn nói là mình sẽ là having done homework, having done homework, đã hoàn thành xong bài tập về nhà là rất nhẹ nhõm chẳng hạn, thì mình chỉ cần thêm là having cộng với phân từ hai thì nó cũng là một cái danh động từ. Rồi ở câu 1 là làm danh từ. Câu 1 cái này là làm, nó là danh từ và nó là bổ ngữ đây các bạn. Bổ ngữ. Bởi vì my hobby và play nó, play football là bổ. Còn ở trong cái câu này I am playing football, tôi thì không phải là chơi bóng đá mà tôi đang chơi bóng đá. Các bạn hiểu không? Ở trong cái câu trên này my hobby và playing football là một, đúng không? Cái thằng này chính là nhau, nó móc câu cho nhau đúng không ạ? Sở thích của tôi là chơi bóng đá. Còn ở câu này chủ ngữ của mình là ai? Chủ ngữ của mình là ai? Và động từ đây, cái play football này nó chỉ là cái hành động thôi. Là tôi đang chơi bóng đá chứ không phải bóc cầu sang mà. Tôi là việc chơi bóng đá, đâu có phải đâu các bạn. Đúng không? Vậy lúc ở đây nó là động từ này. Và động từ này là động từ thêm đuôi ing ở thì hiện tại tiếp diễn. Còn ở trên này không phải là thì hiện tại tiếp diễn. Các bạn thấy không? My hobby is play football. Thì đây không phải thì hiện tại tiếp diễn, mà đây chỉ là thì hiện tại đơn thôi. Và cái này nó là một cái danh từ, một cái bổ ngữ. Bổ ngữ là gì? Làm rõ cái my hobby là. Bây giờ my hobby là sở thích của tôi. Vậy sở thích của tôi là gì? Là chơi bóng đá, đúng không? Còn đây tôi đang làm gì? Tôi đang chơi bóng đá. Nó khác nhau. Các bạn đã chưa? Hai cái câu hỏi này hoàn toàn khác nhau. Ví dụ what is your hobby? Và đây là what are you doing? Đó. What is your hobby? My hobby is playing football. What are you doing? I am playing football. Đấy, phân biệt rõ ràng nha, danh động từ nha, danh động từ và động từ thêm đuôi ing thì tiếp diễn nha. Rồi, ok, các bạn nào hiểu rồi các bạn biết là I got it. Các bạn comment nha. Đấy là cái trường hợp thứ nhất, các bạn cứ đi từ từ dần 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 thì các bạn sẽ hiểu ra thằng danh động từ này. Right, easy to understand. I got it. Good. Các bạn đã có ai giải thích cho các bạn như thế này chưa? Có cô giáo nào giải thích cho các bạn như thế này chưa? Cái câu mà bạn Linh hỏi cũng rất là hay, đó là when going out là danh động từ, còn when you go out thì when you go out, cái này nó nằm ở trong cái đó là rút gọn ở trong cái câu mà để cho cái mệnh đề nó ngắn. Ví dụ chị muốn nói là khi tôi về nhà tôi nấu cơm, hay là một cái câu gì đó mà có hai cái chủ ngữ cùng với nhau thì chị sẽ được rút gọn. Thì cái này là nằm ở trong cái việc rút gọn. Và rút gọn sau đấy thì nó sẽ chuyển sang là bỏ cái đấy đi và thêm đuôi và cho nó ngắn. Thì nó có phải cái này. Cho em xin decline. Chị có thể làm ơn nói lại một chút không ạ? Please. Gerund participle. Các bạn từ từ, tại vì các bạn này là các bạn học từ mất gốc đi lên. Nên là chị muốn các bạn là cứ hiểu từ từ dần dần. Còn cái gerund participle ấy thì nó chỉ có một cái đó là nó lùi thì đến một chút.
Thế là các bạn tưởng tượng như đây là hành động á, thì mình chỉ cần thêm động từ với in. Còn mình lùi về quá khứ một chút, đó thì mình cần là having cộng phân từ hai để mình nói về cái sự hoàn thành của cái nhiệm vụ đó. Con hiểu không? Ví dụ nha, mình có cùng cái từ doing homework, nghĩa là làm bài tập về nhà, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất vui vẻ. Vậy còn cái việc là having done homework, having, sau having, have ở đây là phân từ hai, giống như ở trong câu hoàn thành đấy các bạn, nhưng mà là having. Having done my homework is really great. Cái này chỉ nhấn mạnh cái việc đó là cái sự hoàn thành của nó. Hoàn thành bài tập về nhà là rất tuyệt vời. Nghĩa là ai hoàn thành của tôi, cái việc mà tôi hoàn thành ấy, cái thứ cái sức bài thêm cái having và thường là cái chữ hoàn thành là đã rồi á, đã làm xong rồi á, việc hoàn thành bài tập về nhà, đã hoàn thành bài tập về nhà thì rất là great. Mình quay trở lại cái này một chút nhá. Danh động từ đầu tiên là mình có động từ này đúng không, động từ là verb, và thêm ngữ in vào để tạo ra một cái danh từ. Ok, và cái danh từ này sẽ được làm gì? Thứ nhất là nó sẽ làm cái chủ ngữ, nó làm chủ ngữ giống như là cái danh từ nó làm cái gì thì nó làm cái đấy. Chủ ngữ theo câu là doing homework thì đây trở lại chủ ngữ đúng không? Tiếp theo này nó làm bổ ngữ. Nó làm bổ ngữ trong câu này. My hobby is playing football. Thì các bạn viết, các bạn viết chủ ngữ, các bạn viết câu này nhá. Bổ ngữ các bạn viết câu này nhá. Các bạn có hỏi là tân ngữ đúng không? Tân ngữ thì sao? Tân ngữ thì nó hơi bị phức tạp một chút đấy. Để chị xem nào. Thường là ít khi làm tân ngữ lắm. Mà nó sẽ tạo ra một cái cụm danh từ. Xem. Mình sẽ nói về cái đấy sau nha. Mình sẽ nói về cái chỗ mà đi đằng sau giới từ đi. Đi sau giới từ. Đi sau giới từ nha. Bởi vì là danh từ được đi sau giới từ mà đúng không? Ví dụ như là in my room, đó là danh từ đi sau giới từ đấy. Danh từ sau giới từ. Thì nó sẽ có đi sau giới từ như thế nào? Đi sau giới từ. Đứng sau một số động từ và làm dân ngữ. Ok, có làm dân ngữ luôn. My structure. Làm dân ngữ luôn nhé. Thì chị nói cái chữ dân ngữ trước. Nhưng mà dân ngữ không phải lúc nào nó cũng làm dân ngữ nhiều đâu nhá. Nó chỉ làm rất là ít thôi. Làm dân ngữ sau một vài động từ. Em nhìn rõ không ạ? Học lại từ đầu thì phải học đâu? Các bạn có nhìn rõ cái này không chứ rồi? Mà nó bị mờ thế nhỉ? Và cái tiếp theo nữa là nó sẽ đi đi theo sau giới từ. Nhận biết như thế nào? Ngoài cái việc mà khi mà nó đứng ở trong cái câu mà các bạn xác định là nó là từ chính ấy, các bạn hiểu không, xác định nó là động từ chính và thêm ngữ in. Như ví dụ câu này là hiện tại tiếp diễn thì cái chữ play đây chính là động từ chính, động từ chính của câu này. Còn to be đây là chỉ là trợ động từ thôi. Động từ chính là chữ play và thêm ngữ in, nghĩa là cái hành động này nó đang diễn ra, nó là động từ chính. Vậy thì bất cứ khi nào nó là động từ chính thì nó thêm ngữ in như này thì nó là cái chỉ thị tiếp diễn. Còn ngoài những cái đó ra thì nó sẽ là danh động từ, nhớ thêm ngữ in. Các bạn cứ hiểu như thế nhá. Ngoài nó ra thì nó là động từ thêm ngữ in. Hầu hết là như vậy.
Đỡ chói chưa? Danh động từ là thêm ing, là thêm ing để tạo ra danh động. Ngoài thường thêm ing mà là cái cách để nó tạo thành cái danh động từ đó là thêm ing vào động từ. Đó là cái cách thành lập của nó. Các bạn nhìn thấy chỗ kia không? Thêm ing á. Làm được, mình sẽ nói cái chỗ đi do giới từ trước nhá. Các bạn liệt kê giới từ đi. Nghe xong một vài giới từ nhá. Đấy, thế làm nào? Nhưng mà không nói gì bố. Đây này, cầm lên hai con chó mang lên này. Cứ để bố mà tìm gì chứ. Cô, bố để đi. Thường như cái giới từ này á, nó rất là hay được kết hợp với tính từ và động từ. Đó, tính từ và động từ để làm nên một cụm. Ví dụ như là cụm từ. Các bạn biết cụm từ không? Có đúng không? Hay là ví dụ như là cái câu này. Chỉ có một cái câu như này nhá. Is watching cartoons. Chị không nói là tất cả các in on or to cũng vấp nhá. In on or to không có phải vấp in đâu. Chị không nói là tất cả các trường hợp đâu nha. Không phải tất cả các trường hợp, ví dụ to là giới từ to chẳng hạn thì không, thỉnh thoảng thôi thì nó mới thêm vấp in thôi. Các bạn nhìn thấy không? Đầu tiên là my hobby is watching cartoon. Thì cartoon chính là danh động từ đấy. Vấp in đấy. Như thế này, I'm foreigner thì mình có thể nhìn thấy I'm foreigner. Đúng không? Và mình sẽ có cái cụm là be foreigner cũng vấp in đúng không? Foreigner watching. Tiếp theo là dưới lại có interested in cũng vấp in. I'm keen on
Thì cái chỗ hợp in đấy nó chính là danh động từ đấy các bạn. Thì thường cái này nó sẽ là một cụm nhá bạn nhá. Một cụm đấy thường nó đi với nhau rồi. Mặc dù ba cái này, bốn cái câu này nó gọi là câu đồng nghĩa với nhau á. Một cái câu em phải biết như thế này, đó là sở thích của tôi là như này. Và em phải biết là am for là như thế này. Bốn câu này nghĩa của nó là tương đương với nhau. Ok, và để từ đây các bạn có thể viết cái câu gọi là viết lại câu sao cho nghĩa không nổi, đó chính là cái bài này. Thì bằng cách là các bạn có thể hiểu nhiều cấu trúc, biết nhiều cách từ nghĩa nó chuyển đổi nó khác nhau, thôi là các bạn sẽ làm được cái bài mà viết lại câu sao cho nghĩa không nổi. Nó ở chỗ đấy. Hay là nó cũng giống như này, nó cũng giống một cái câu như này, đó là I like watching cartoons. Thì đây, các bạn nhìn thấy động từ, đây là sau động từ nhá. Đây là đi sau động từ, verb. Đó. Đây là từ chính, đúng không? Thì cái này nó làm gì? Nó làm danh ngữ. Đây là object. Vậy thì danh động từ cũng có thể làm danh ngữ luôn. Nghĩa là danh từ làm được cái gì thì danh động từ làm được cái đấy. Bốn, một, hai, ba, bốn, năm. Cái này là tôi quan tâm đến, tôi thích thú đến, tôi dành nhiều sự quan tâm của tôi đến. Tôi thích thú, tôi thích, nghĩa là nó là cùng nghĩa với nhau, là sở thích của tôi thích, tôi quan tâm, tôi dành nhiều sự quan tâm, tôi tập trung vào, kiểu vậy. Và 1, 2, 3, 4, 5 câu này là giống nhau, nghĩa là ok. Cô ơi, con lớp 9 rồi mà con không hiểu gì hết. Tất nhiên, đã mất gốc rồi thì sao hiểu được. Và học lại từ đầu nhá. Trước tiên là cô vào học lớp ở Zalo mà cô để link ở đầu kênh ấy. Đúng rồi, đấy, sau giới từ. Nghĩa là đây chúng ta nói này, cái danh động từ sẽ làm chủ ngữ. Nghĩa là cái verb in này nó sẽ làm chủ ngữ này. Nó sẽ làm mổ ngữ, nghĩa là verb in sẽ làm mổ ngữ. Làm danh ngữ, nghĩa là cái verb in này nó sẽ làm danh ngữ ở đây. Tiếp theo này, cái verb in này sẽ đi theo sau giới từ. Đi theo sau giới từ, ví dụ giới từ of ở đây thì verb in đi theo sau, nghĩa là nó đi ở đây, nó ở đây. Watching đi sau in này, watching đi sau on này, about chẳng hạn. Em mới học tiếng Anh xong, bạn học 12 kỳ trước. Học 12 thì chưa chắc đã giỏi đâu em ạ, chưa chắc đã hiểu đâu.
Thì bây giờ chị đã chụp cái này nhá, chị đã chụp cái này vào trong cái phần Marvel Share để các bạn có cái danh sách này nha các bạn nhá. Rồi, chị có thể viết lên bảng nhưng mà nó sẽ hơi bị dài một chút. Thì bây giờ chị sẽ chụp ảnh vào trong cái group Zalo Marvel Share để các bạn copy được không? Các bạn chép. Được không các bạn? Vậy là xong cái cụm ấy thêm in hay là mấy xong mấy dưới thì các cụm phải thêm in đúng rồi? Nghĩa là một là một cái cụm như này là giới từ thêm in này, động từ này cũng phải thêm in này, và một vài những cái cấu trúc đặc biệt lấy phải thêm in, ví dụ như là cái động từ spend something on something chẳng hạn, dành một cái gì đó vào cái gì, nhưng mà đó là danh từ, các bạn tưởng tượng không, nó là danh từ. Có những cái các bạn thường hiểu như này nhá, là danh từ có rất là nhiều danh từ chúng ta thêm, ví dụ như là từ invitation đó là lời mời đúng không, còn chúng ta inviting somebody cũng là một cái danh từ đó. Thì cái việc mà chúng ta chuyển từ một cái động từ sang một cái danh động từ như này nó rất là dễ dàng, nó dễ không các bạn, chỉ cần thêm cái in và nó chuyển thành danh từ rồi, nó rất là dễ, và sau này chúng ta nhiều khi chúng ta sẽ còn lạm dụng cái việc mà thêm đưa in vào cơ. Các bạn cứ sau này bạn sẽ biết là bạn sẽ nhiều khi bạn sẽ lạm dụng cái việc là thêm đưa in vào để tạo thành một cái danh từ. Vì danh từ nó được làm chủ ngữ, được làm bổ ngữ, được làm tân ngữ, được đi theo sau giới từ, nó rất là đa dạng đúng không? Khi nào mà các bạn cần phải chỗ này nó phải có danh từ này, mình phải hiểu đây là phải cần phải danh từ. Bởi vì ở trong một câu mà cái cấu trúc cốt lõi của nó chỉ có chủ ngữ và động từ thôi, chủ ngữ động từ thôi, mà thừa nhiều động từ quá, các bạn biết là chị một cái câu mà có tận ba cái động từ chính, theo kiểu là người Việt Nam ấy, là tôi viết hết cái này, có một cái gì đó ở đâu đấy, có một bức tranh ở trên tường. Có một người, có một người đi đến trường gặp các bạn, nó thì nó viết một phát trong một cái câu mà nó có tận ba câu liền mà nó không biết đâu là chủ, đâu là động từ chính, ở trong cái câu đấy cứ viết hoài những cái động từ nó bị sai. Thí dụ ở quá khứ đơn nhưng gặp cấu trúc này thì vẫn thêm mình. Quá khứ đơn là cái động từ, nó là quá khứ đơn, là cái động từ chính này, chữ like là quá khứ đơn. Còn cái thằng này nó là danh từ ấy ạ. Thì nào thì nó vẫn thế. Ví dụ là cái thì quá khứ đơn chẳng hạn, thì cái động từ chính của em là cái chữ am, nó phải chia là was. I was fond of watching cartoons. I was interested in watching cartoons. I was keen on watching cartoons. I liked watching cartoons. Ok không? Nào bây giờ chị sẽ chụp ảnh để chị gửi vào trong cái Zalo cho các bạn xem nhé. Thì cái ở cái đoạn này mình chỉ cần học, nó có gọi là cái danh sách của nó khá là dài, nó khá là nhiều lắm các bạn. Nhưng mà mình sẽ học một vài những cái chính trước. Bạn nào mà có app FutureLang ấy, bạn mở cái app cho chị thì ở trong app là nó có rồi. Mở cái bài danh động từ ấy, chỗ động từ ấy. Mở app ra nhé, ở trong đấy. chỗ động từ ấy đúng rồi, làm sao để xem lại các video trước á chị ơi, học từ mất gốc đến 3.0 IELTS, ai người ta đi thi 3.0 IELTS làm gì ạ em? Sao giờ cái gì cũng quy thành IELTS hết? Em cứ học mấy nền tảng đi, kiểu gì em cũng được 3.0 IELTS. Người ta đã thi IELTS thì người ta sẽ thi là 6.5, ít nhất là 5.5, 6.0, 6.5. Chứ không ai thi lấy 3.0 IELTS hết em ạ. Mà nếu mà các em mà có muốn ôn thi IELTS thì cứ học nền tảng trước, đừng có đâm đầu vào ôn thi IELTS ngay từ lúc ban đầu. Đấy là một cái gọi là dại nhất mà các em làm, mà khi mà người ta một cái trung tâm là người ta tư vấn là em học từ không lên tới mấy chấm ấy, mệt mỏi lắm.
Em thích học chị dạy cơ chứ không thích ở trong kia chị ạ. Là sao nhỉ? Là chị dạy từ trong đấy ra, phải có người dạy thì mới có mình mới hiểu được. Chị ơi, trong nhóm kia bao giờ học vậy ạ? Trong nhóm mất gốc của em nên học từ phát âm và từ vựng trước. Bây giờ chị gửi vào cái Zalo cho các bạn đó nhé. Làm sao để được vào nhóm, vào nhóm nào nhỉ em nhỉ? Các bạn nhận được tin nhắn chưa? Chị cho em vào nhóm Zalo. Các bạn nhìn thấy các bạn, bây giờ các bạn mở cái Zalo, các bạn mở cái nhóm ra, các bạn chép vào trong vở nhá. Các bạn sẽ cần phải học thuộc cái chỗ đấy đấy. Các bạn sẽ phải học thuộc cái chỗ đó. Luyện tập nhiều vào. Em chưa nhận được chị ơi. Đây này, chị gửi trong nhóm này này. Đấy. Marco share này. Tất cả chị gửi đúng rồi. Chính xác. À, theo sau đều là danh động từ. Nhá, mình sẽ có là wasting time money cộng verb in ở đây. Waste time, waste money. Lãng phí cái gì vào điều gì? Điều gì? Waste time. Ví dụ, waste time playing games. Lãng phí thời gian vào việc chơi game. Spend time playing games. Dành thời gian là spend time learning English. Hay là there's no point. Có thể là có in hoặc không có in. Vô ích để làm gì sẽ là there's no point inviting her to the party. Rất là, cũng là vô ích thôi nếu mà bạn muốn mời cô ấy. Vô ích mời cô ấy. Có nghĩa là mời cô ấy đi đến bữa tiệc thì là vô ích.
hay là it's no use inviting her to the party. Hai bên dưới này có cái chữ là what about và how about. Đây là một cái lời gợi ý và sau này cũng là danh động từ. Nó kiểu danh động từ, nó là một cái sự việc nào đấy. Can't spend, can't stand or bear, nghĩa là không thể nhịn được, không thể chịu được cái gì. Thì tất cả sau này đều là verb in hết, verb in hết, go verb in hết. Đây cũng thấy nhá, admit cộng verb in nhá. Avoid verb in. Ví dụ như các bạn muốn là ví dụ tránh bị làm gì đó đúng không? Thì tránh bị làm gì thì chỗ sau đấy nó lại phải là một bị động. Vậy là avoid, avoid being gì đó. Ví dụ như là tránh bị bắt gặp hay là tránh bị chụp ảnh. Avoid being taken. Cái gì đấy? Các em bảo cái gì đấy? Rồi, như vậy thôi nha, bây giờ mình sẽ